Siêu bão Hải Yến hôm 8 tháng 11 càng quét qua 6 đảo của Philippines đã san bằng nhiều thị trấn, làng mạc dọc miền trung của Philippines để giúp họ khắc phục hậu quả và tái thiết đất nước sau thảm họa. Chính phủ và một số doanh nghiệp của Việt Nam đã gửi những chuyến hàng thiết thực đến người dân của nước này. Chiều ngày 26 tháng 11, tập đoàn Hoa Sen đã ký kết tài trợ 14.000 m2 tôn lợp, tương đương khoảng 400 căn nhà cho người dân Philippines bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão Haiyan vừa qua. Toàn bộ số tôn sẽ được cắt và cán sóng, sẽ cập cảng Cebu, Philippines và giao cho tổ chức CFC Ancop vận chuyển đến khu vực Talopang, tỉnh Leyte để trao cho người dân. Dự kiến tập đoàn Hoa Sen sẽ hoàn tất việc tài trợ tôn cho Philippines vào cuối tháng 12 tới. Trong đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung, tập đoàn Hoa Sen và báo công an thành phố đã tài trợ gần 24.000 mét tôn lạnh với tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng cho người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định bị thiệt hại do bão. Trước thảm họa mà người dân Philippines đang phải gánh chịu do cơn bão Hải Yến gây ra, hãng hàng không Vietjet Air phối hợp với Đại sứ quán và Tổng lãnh sứ quán Philippines tại Việt Nam đã có hai chuyến bay đến Manila chở theo những thùng hàng cứu trợ. Rạng sáng ngày 18 tháng 11 năm 2013, chuyến bay vận chuyển hàng cứu trợ đầu tiên của Vietjet Air đã hạ cánh xuống sân bay Manila với hơn 5 tấn hàng, bao gồm thực phẩm đóng hộp, chăn, màn, v.v. Toàn bộ số hàng trên đã được giao cho tổ chức từ thiện phi chính phủ DSWD và tổ chức sứ mệnh toàn cầu CFC để chuyển đến tay những người dân đang sống trong cảnh khó khăn. Đến ngày 21 tháng 11, chuyến hàng cứu trợ thứ hai cũng đã đến Manila mang theo 7 tấn hàng. Trong những ngày qua, các quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và các nước ASEAN liên tục có những chuyến hàng đến Philippines, gồm tiền, lương thực, thực phẩm, thuốc và các dịch vụ y tế. Chính phủ Việt Nam cũng đã viện trợ khẩn cấp 100.000 đô la Mỹ cho Philippines. Theo thông tin đăng tải trên website của Hội đồng Quốc gia Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa thiên tai Philippines, số người chết trong bão Haiyan đã tăng từ 4.015 người lên 5.235 người, hơn 1.600 người chưa rõ tung tích. Với hơn 1 triệu ngôi nhà đã bị phá hủy một phần và hoàn toàn, thiệt hại về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng do siêu bão Haiyan đã lên tới 524,3 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Philippines ước tính phải mất 5,8 triệu đô la Mỹ để tái thiết lại đất nước.